Hello cả nhà xe đạp Nhật Bãi, xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một con xe đạp gấp 20 inch đến từ thương hiệu của Mỹ, đó chính là Dahon. Thì anh em nào có theo dõi cái kênh YouTube của mình thì hôm qua mình có chụp một số hình đó, mình làm cái slide. Hôm nay mình lên một cái video để kỷ niệm con xe Dahon này anh em. Đây là con xe Dahon gấp nhưng mà nó đi đùm số trong, và con xe này được mình nhập trực tiếp từ Nhật về. Thì để anh em xem coi ở bên Nhật nó bán xe thì nó sẽ như thế nào, xe nó sẽ như thế nào ha, và cần theo giấy tờ gì thì để mình đi vô chi tiết cho anh em xem. Giới thiệu một chút xíu là về cái dòng xe này, thì đây là con Dahon Bowood. Thì cái dòng Dahon Bowood này là cái dòng mà cũng khá là được ưa chuộng, và nó sẽ có hai dòng. Một dòng Bowood là đi bằng lip đề, còn một dòng thứ hai là Bowood này là đi bằng đùm số trong. Mà cái đùm số trong này thì cái đời này thì nó sẽ ít hàng hơn, cho nên chúng ta sẽ ít thấy lắm, hiếm thấy ha. Thì con này nó xài đùm trong nè, Shimano Nesset nè. Riêng về con xe này thì được một người chủ Nhật họ mua về, nhưng mà họ cũng chưa có đi nữa, tức có nghĩa là mua về nhưng mà chạy một hai lần thôi á. Cho nên anh em thấy nè, bánh nè đó. Rồi họ bỏ vô kho luôn. Thì ở Nhật thì nó thường có những chiếc xe như vậy đó anh em, tức nghĩa là không có đi, nó mua về nó để vậy đó, rồi tới lâu rồi nó không đi, cái bắt đầu nó chán thì nó bán lại, hoặc là nó bỏ luôn, bỏ bãi. Tại vì thật sự ra là cái kinh tế của người ta, đối với người ta thì cái chiếc xe đạp là nó là cái gì đó, là một món hàng thôi. Còn đối với mình thì cái chất lượng của chiếc xe đạp này thì đối với người Việt Nam mình đó, thật sự ra là rất là ngon ha. Đây. Con này thì bánh 20 inch nè, cặp vỏ nè. Đó. Niền thì niền nhôm, căm thì căm inox ha anh em. Đó. Con xe này thì hình như là được sản xuất vào năm 2019 thì phải. Rất là đẹp, cái màu ngoài đẹp lắm anh em. Màu cực đẹp luôn. Màu xanh nhưng mà nó sơn xanh nhám ha. Đây. Giò dĩa thì là giò dĩa nhôm. Pedal thì gấp là được, mình một tay thì không thao tác được, nhưng mà đây là pedal gấp nhôm ha. Cặp pedal rất là đẹp. Đây thì riêng về những con xe nội địa thì nó sẽ có đem nội địa anh em. Có nhiều chỗ thì nó có những cái xe mình mua không biết đợt sau về có không. Có nhiều khi người ta không có đăng ký á, thì không đăng ký chống trộm đồ này kia thì nó sẽ không có tem, không chừng. Còn nếu mà đã đăng ký chống trộm, đăng ký bảo hiểm đồ này kia thì nó sẽ có tem dán y vậy hết anh em. Đây, Dahon Uta nè. Con xe này thì gấp được hết, nhưng mà do mình thao tác của mình cho nên mình không gấp cho anh em xem được ha. Chứ gấp thì cũng dễ lắm. Đây, tháo ra thôi, gấp thôi thôi. Nó có cái nút là đậy lại này. Rồi gấp ở đó, rồi xong rồi gấp ở đây nữa nè. Đây. Cứ mở ra thôi, nhưng mà một mình không thao tác được. Riêng về cây này thì mình có thể kéo cao lên được nữa ha nè, cao lên nữa, cao lên. Đây. Đó. Đây là tem của nó này. Đây là cái đùm Nesset 5 số này nè. Xe chưa đi thì nó như mới rồi, không có gì để nói thôi, không có gì để nói, chủ yếu là mình quay phim, quay lại để làm kỷ niệm thôi nè. Ví dụ như chiếc xe này thì không có nhiều đâu, có một hai con thôi. Đây, cái này mình có thể gỡ ra được nữa nè. Đây, mình quay lên quay xuống nè. Chỗ này là người ta để cái đèn pin hay là cái gì nè, cho nên nó có dấu ở đây. Logo Dahon. Ở đây nó có cái miếng này nè, khi mà mình gấp lại thì nó sẽ không có bị trúng á. Ồ, cái thiết kế này rất là hay ha. Đó, Dahon. Bánh Dahon. Quá đẹp con xe này luôn. À, với lại xe
cái chiếc xe này á, thì đây là Honda Horn quốc tế cho nên là cái sườn nó dài với lại nó cao lắm anh em. Tức có nghĩa là mình có chiều cao khoảng từ 1m8, 1m9 vẫn đi bình thường con xe này. Honda Horn International. Tem này. Đó. Bên đây với bên kia thì nó giống nhau. Chân của nó là chân Nuvo luôn nè, chân xịn ha. Xe này thì trong quá trình vận chuyển nó có bị cấn ở đây xíu, cấn đây. Quá đẹp, không có gì phải bàn cãi à. Chỉ là cái giá tiền thôi, mình có chơi được thôi, không thôi. Con này thì mười mấy triệu. À, thì đây là một số cái giấy tờ kèm theo nè, bên Nhật. Đó. Anh em nào mà biết tiếng Nhật thì dịch thử rồi nó biết cái gì ha. Đây. Ở đây nữa nè. Giấy tờ đầy đủ. Trả tiền cho chú. À, chú ra ngoài đi con trả ra. Đại con chút, đại con chút. Rồi mình có khách rồi ha, cho nên mình quay sơ sơ thôi. Nói chung là giấy tờ đầy đủ. Cảm ơn mọi người.